Hello hello mọi người, welcome mọi người đến với channel của Tâm. Mọi người nhìn thấy cái title ở trên thì biết hôm nay Tâm sẽ clean up cái closet của Tâm rồi ha. Thấy vậy Tâm thấy cái video và muốn dắt mọi người vô closet của Tâm luôn. Mọi người ready chưa? Let's go. Welcome mọi người đến với tủ quần áo của Tâm. Mọi người nhìn thấy cái closet này nó gọn gàng như này, nó không phải gọn gàng như này lắm đâu nha, là bởi vì lâu lâu Tâm mới về đây cho nên cũng không xài nhiều đồ ở đây á. Mình nếu có xài á, giặt xong cái là mình treo nó lên liền, chứ cái closet kia của Tâm là nó cũng sẽ không gọn gàng như thế này đâu. Cái closet của nhà Tâm thì cũng khá cao, nó cao tầm khoảng 12 feet á. Nếu mà Tâm lấy cái đồ trên cao đó á, Tâm lấy cái cây á, mình lấy đồ nó xuống. Mà bây giờ Tâm cũng không biết cái cây Tâm để ở đâu nữa. Cho nên nếu mà tí nó Tâm lấy là Tâm sẽ trèo lên đèo nhiếm chân lên. Nó hơi khó chút xíu nhưng mà vẫn lấy được. Ok, mình bắt đầu lấy những cái món mà Tâm không xài nữa đi ha. Mọi người biết không, lấy cái quần này của Tâm á, là chắc cũng mua tầm khoảng cơ mười năm tới mười mấy năm luôn á. Nhiều cái quần là double zero luôn, giờ là Tâm không thể nào mà mặc mấy cái quần size double zero được nữa. Cho nên mấy cái quần đó là chắc phải lấy xuống mà cho goodwill thôi ạ. Trời ơi, mọi người coi này, cái này là hiệu để là VIP jeans thời xưa đó mọi người. Mặc cái quần low cut kiểu như thế này không à, low cut không à, biết nha, quần này có mặc hay không, còn brand new. Để coi đã. Trời, chắc cái quần này là đi bê rồi đó. Quần này là size 24, là equal to double zero đó mọi người. Quần này hồi xưa blue coat á, không có giá mắc tiền lắm, nhưng mà bây giờ giống như là nó out of gọi là sao? You are out. Về vấn đề fashion á, once you in, once you out very fast. Nếu mà không còn hay nữa là you are out very fast. Quần này là chắc là Tâm phải đi cho này. Tâm nghĩ chắc quần này cũng vậy luôn. Này là double zero luôn đó mọi người ơi. Mấy quần này là chắc Tâm không mặc nổi nữa đâu. Chắc là một cái pile này là Tâm sẽ đi cho. Cái pile này là Tâm suy nghĩ, và cái nào mà Tâm mặc lại Tâm sẽ treo lên lại ha. Làm như vậy đi cho gọn. Không biết là mọi người có lâu lâu có clean closet nhiều hay không ha, chứ lâu lắm rồi Tâm cũng không có clean closet. Chắc khoảng có hơn 3 năm nay rồi đó, là Tâm không có lấy đồ xuống mang đi cho. Cho nên lần này là một thể, mà một khi mình làm xong mình cảm thấy cái closet của mình nó cũng gọn gàng hơn. Tí Tâm tự mặc mấy cái đồ nhỏ nhỏ coi xem Tâm còn mặc đồ hay không ha. Mà Tâm biết giờ là Tâm không mặc đồ đâu. Đầu xưa là còn thời điểm mà vừa mới học đại học với vừa mới học đại học á, là lúc đó Tâm mặc size double zero, lúc đó Tâm khoảng có 83-84 pound à. Còn giờ là lên số 1 rồi, chứ không có 83-84 pound như xưa được. Nè mọi người nhìn thấy không, quần kiểu flare giống như kiểu xưa nè. Mà bây giờ nó cũng quay về mặc quần flare nữa. Trời, có nhiều đồ như thế này á, nhiều khi Tâm cũng có nhiều thứ là Tâm cũng chưa mặc đâu nha mọi người. Chắc cũng có nhiều món đồ mà mười mấy năm trời Tâm cũng chưa mặc luôn á. Để tí coi xem cái món nào không mọi người. Không mặc đồ rồi đó. Đó, mấy cái quần giống như kiểu như này nè mọi người. Nếu mà ai có cái hông bự bự á, mấy cái quần kiểu nó may hơi dạ vời, cái dáng dạ vời như thế này chút xíu á, thì sẽ làm cho cái hông của mình nó tròn hơn một chút. Quần này là dưới lại. Tâm cũng thích những cái loại móc như này, xài nó cũng khá là bền. Nhà kia thì Tâm mua loại móc màu hồng, tại vì Tâm thích màu hồng cho nên mua màu hồng. Còn nhà này thì nó kiểu như là tradition rồi classic, cái hướng của Mediterranean á mọi người. Cho nên Tâm cảm thấy là mua cái loại gỗ cho nó hợp cái nhà này. Rồi, món nào đi Tâm? Quần này size nó vẫn còn lớn này, 1-2 thì Tâm vẫn còn mang được nha mọi người. Size không thì Tâm cũng vẫn mang được, nhưng mà 1-2 thì mặc cho nó thoải mái. Mọi người coi quần này nè. Quần này là thời đại học của Tâm nè, là Tâm khâu từng những cái hộp như thế này á.
để cho cái quần nó khác lạ một chút xíu đó. Tại mình có dùng quần jean quá mà mình cũng muốn mặc cái gì cho nó lạ lạ đó, nên lấy ra khâu này. Chỗ này là bao nhiêu thì giàu của Tâm luôn. Nhưng mà quần này chắc không tài nào mặc vừa nữa đâu mọi người ơi. Tâm rất là thích cái quần này luôn. Bao nhiêu kỷ niệm nha. Giờ bao nhiêu kỷ niệm nhưng mà không mặc vừa nữa. Thôi cho ai có thể mặc vừa. Quần này cũng vậy luôn, không mặc vừa nữa. Còn nó flare nè, thời điểm khá lâu rồi. Size không luôn. Size không nó kiểu nó không có định giá cho lắm á. Ừ, quần hiệu Mid-60 nè. Này cũng là một thời cũng khá là nổi tiếng nha mọi người. Cái giá của nó cũng tương tự như là thương hiệu True Religion á. Cũng là một thời gian True Religion là thương hiệu Việt Nam mình cũng rất là thích luôn. Nhưng mà giờ không còn thích True Religion nữa. Cái này thì là Mid-60 nè, cũng rất là nổi tiếng luôn nha. Coi nè, vừa flare mà lâu khách. Thời điểm bây giờ là lâu, hồi xưa là lâu khách như vậy đó, thời điểm năm 2000 á. Bây giờ thì nó cũng quay về lại thời điểm năm 2000 rồi, lâu khách như thế này. Nhưng mà bây giờ thì đã lớn tuổi rồi, đâu có mặc cái lâu khách như thế này nữa đâu. Đâu còn cái bụng đẹp như xưa được nữa. Rồi cái quần này Tâm cũng rất là thích nha. Này quần của hiệu Guess nè. Tâm mặc cái này khá là rất là nhiều luôn á. Rất là bụi. Mặt này rất là bụi luôn á nha, thời điểm đó là bụi lắm đó. Hình như là Tâm mua cái này á, thời điểm đó Guess nó cũng khá nổi tiếng nha. Tâm mua cái quần này mà Tâm thấy nó bụi với đẹp quá. Tâm cũng mua thêm một cái quần màu trắng, ý khuôn kiểu này luôn. Lúc đó là mình mặc còn mê luôn. Không biết nha, dù khi giữ lại chờ có thêm một chút xíu kỷ niệm. Cho luôn này. Một cái áo yếm nữa. Không, cứ để thử coi. Tâm biết hôm nay có clean xong hết thôi không ha. Nếu mà ví dụ clean không clean xong hết được á, Tâm chỉ có để một đống đồ cho mọi người coi thôi. Rồi nó nốt cho mọi người coi cái closet này lại. Lúc nó clean xong Tâm nghĩ thử lại clean mà lấy hết đồ xuống mà mình thử lại có xem đồ mình muốn hay không. Cũng mất nhiều thời giờ lắm, mất mấy tiếng đồng hồ lắm đó. Cho nên cũng không biết là mình có làm xong thì hay không. Này còn hiệu Gap nè mọi người. Hồi đó là Tâm cũng mê cái quần này lắm. Tâm nhớ cái này là chắc năm 2003, 2004 đó mọi người. Trời đất quỷ thần ơi, 2004 hay. Tính ra là cũng khá lâu rồi hả, mười mấy năm rồi. Quần này cũng là bao nhiêu kỷ niệm của Tâm nha. Cái quần jean này á, nó không có cái này đâu nha mọi người. Tâm lấy cái áo á. Cái áo mà nó có cái kiểu hoa như thế này nè. Mà cái áo này đó, thời điểm đó là nó là của thương hiệu Express. Lúc đó cái áo đó trị giá khoảng cỡ hình như là 50 đô, 49, 50 sen á. Tâm cắt cái áo đó ra luôn. Xong Tâm khâu nó vô như thế này nè mọi người. Nhưng mà lúc đó là cái áo thời điểm đó là Tâm mua nó on sale. Cho nên thấy vậy cắt nó ra để lên trên này luôn. Tại Tâm có mua một cái áo, Tâm nhớ Tâm để đâu nè. Tên. Đó thấy không? Cái áo này là của thương hiệu Express nè. Đó lúc đó là Tâm mua là nó là 40 thời điểm đó là 49 đô 50 sen nè. Tại cái áo thương hiệu Express á thì nó hay có cái giá như vậy. Nó làm bằng vải silk luôn đó mọi người. Lúc mà áo này đi còn sale, thì Tâm mua tại mê nó quá mà mặc vừa đẹp mà lại mê cái hoa hồng này nè. Nhìn nó giống real đẹp lắm thời điểm đó là nó nói là thời điểm 15 16 năm trước mà. Thế vậy Tâm mua thêm cái nữa về cắt ra rồi khâu vô đây. Nhưng mà lúc đó là cái này đã on sale rồi. Nhưng on sale còn lại là nhớ nhưng mà mấy đô gì đó. Mấy 20 đô đó. Về nhà cắt ra rồi in nó vô đây nè. Cho nên mặc cái quần này nó ôi trời ơi, mấy cái bạn thấy ủa có cái quần đâu đẹp quá vậy, mua đâu vậy? Mà họ đâu biết là Tâm cắt nó ra. Còn cái áo đâu? Thôi, coi như là kỷ niệm nha. Chứ lại. Giờ mà mặc trong cái áo này là không giống ai đó mọi người ha. Đó, cái áo kia đẹp không cute lắm, của đó mặc phải nói là mê luôn á. Mặc nhìn rất là ôm cái thân người mà style mà đẹp nữa. Rồi chắc cái quần short này chắc cũng đi luôn rồi. Không đi luôn. Giữ lại thì thôi chứ Tâm nghĩ Tâm không mặc lại nữa đâu, lớn tuổi rồi. Nhưng mà thôi giữ lại. Tiếp tục nha mọi người ơi. Thời điểm mà năm 2000 á, trở lên 2000 mấy trở lên á, cho tới năm 2000 mười mấy là Tâm hay mua thương hiệu BCBG Max nè, Guess nè, Express nè. Đa số là quần áo là hay mua mấy thương hiệu đó, chứ là Max, Mid-60. Xong dần dần là bớt, như là mấy thương hiệu đó là đa số là Tâm hay mua. Quần áo thì Tâm hay mua thương hiệu đó khá lâu luôn mọi người. Nó nhỏ xíu 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 à. Đó, còn Guess nữa nè. Ủa quần này là Tâm mặc là thời điểm đó là nhiều người cũng thích lắm nha. Năm 2000 mấy là nó có mấy cái kiểu như vậy đó. Embroidery rồi nó có cắt kiểu như một xíu. Cái này về là Tâm vé lên, xong rồi khâu. Lucky Brand. Quần này cũng là quần của Express này. Rồi quần Express thời điểm đó là cái này cũng rất là nổi tiếng. Cho nên mấy cái quần Express inspire Tâm làm những cái mang về xong rồi khâu những cái kiểu như thế này nè. Tại vì thời điểm đó là cái quần như thế này nó rất là popular luôn nha mọi người. Xong mình thấy là thương hiệu Express có nhiều quần đẹp quá. Xong mình về mình họ inspire mình đó. Xong rồi mình mang về mình thay là copy rồi làm đó. Cho Tâm cho mọi người coi nè. Những cái này là những cái leather jacket đó nha mọi người. Mà Tâm không đi dry clean ha. Ông xã của Tâm thấy vậy á, nhét nó vô trong cái machine. Nói chung nhiều năm trước rồi, chứ không phải là gần đây, cái này mấy năm trước rồi. Ông nhét vô trong cái máy giặt đó, ông giặt giờ hư hết những cái áo. Cái áo leather của Tâm rồi. Có cái này là thương hiệu BCBG Max nè. Cái này là thương hiệu Michael Kors. Cái này cũng là thương hiệu Michael Kors đó.
Đổi này hình như là của thương hiệu Miss 60 nè. Đó, thời điểm là cái jacket này, leather jacket này thôi cũng có giá là 500 mấy đô đó. Còn này là của Rachel Roy. Này thì là bằng suede leather đó. Một mớ leather jacket của Tâm luôn, là ông xã của Tâm bỏ vô trong máy giặt đây nữa nè. Thêm một cái màu trắng nè, cũng là của thương hiệu Miss 60 luôn. Ông bỏ vô trong cái máy giặt đó. Có lần ông còn bỏ vô cái scarf Gucci của Tâm vô trong máy giặt nữa. Ông sấy vô luôn á. Thì scarf đó rất là lớn nha mọi người. Mà giờ cái scarf đó hả, nó shrink lại lúc mà ông bỏ vô giặt á, nó shrink lại, nó còn nhỏ xíu xíu à. Con này xin cho. Thời điểm 5-6 năm trước á, với cái kiểu embroidery như thế này nè, có phần lợi luôn ha. Đó, rất là nhiều. Còn giờ là hơi quê quê rồi, mà rất là xinh. Trời ơi mọi người ơi, Tâm khoe mọi người cái áo đầm đám cưới của Tâm nha. Coi này mọi người, này là của thương hiệu Sperry Wang. Vẫn là đó, mặc đúng một lần duy nhất vậy thôi. Và mặc chỉ để chụp hình và trong ngày đám cưới đó thôi. Cái này cũng là của thương hiệu Sperry Wang luôn. Đầm đám cưới của Tâm, thương hiệu Sperry Wang. Chắc đây là một xin nè. Còn cái đầm này là Tâm chụp hình nè, để chụp hình đám cưới của Tâm đó. Cái này của thương hiệu VCG Chinas. Xong rồi Tâm phối này chung với cái đôi bút. Đầm đó là Tâm phối chung đôi bút. Mà cái này nè, đầm đang bút tới bắt đầu đó. Nhìn rất là cute luôn cái bộ này. Mấy cái áo này là của thương hiệu Express của thời điểm mà năm 2000 mấy trở lên, 2006-2007 đó. Đó nè, ông mua một lúc cứ hoa hồng cái thời điểm đó nó ra đó, kiểu similar như nhau. Express 7 đó của thương hiệu Express. Da gì này nè, mớ luôn. Ông thấy vậy cái kiểu nó đẹp quá. Mua nhiều lắm, hình như đây cái lứa này. Phải nói là rất là nhiều của thương hiệu Express. Mà cái kiểu thời điểm đó là hoa hồng như thế này không mà cũng quá trời luôn á. Đây lứa nè, trong cái thời điểm năm đó nhiều lắm, hình như còn Tâm mua, Tâm nhớ Tâm mua cả mười mấy cái luôn á. Cái này là đồng sổ, sổ xịn sổ, có một lứa đẹp rất là tinh luôn. Cái này nó là đồng, là người ta chụp hình đồng. Đây là cái áo Burberry nè mọi người. Đây nè, cái áo này là ông xã cũng bỏ vô máy giặt giặt nè. Mà nó nói là không thể nào bỏ vô máy giặt giặt nha. Ông cũng bỏ vô máy giặt luôn đó. Bởi vì Tâm để một chỗ chưa có đi dry clean. Ông thấy một thời gian xong rồi ông nhìn thấy vậy, không để ý, ông bỏ vô đó mọi người ơi. Mà cái này là bằng cashmere. Một khi cashmere bỏ vô là nó chỉ có bị hư thôi. Rất là ổn luôn đó mọi người. Cũng có thể nha, Tâm không biết. Nhiều khi à, maybe, để đây maybe đi. Nhiều đồ quá đi. Mọi người ơi, rất là nhiều đồ luôn đó. Nhưng mà I'm not complaining about it. Mà nhiều khi có nhiều đồ vậy đó, lâu lâu á cứ nghĩ trong đầu của mình là trong closet của mình không có đồ gì để mặc các mọi người ơi. Không biết là những con gái lại vậy sao á. Đồ thì quá trời quá đất luôn, nhưng mà lúc mà muốn đi đâu á cứ nghĩ trong đầu là mình không có đồ để mặc không à. Tâm nghĩ hình như là ai cũng vậy đúng không? Con gái ai cũng vậy hả? Mà biết là ai cũng vậy mà vẫn còn có trong cái tình trạng đó, không thể nào đi ra khỏi cái tình trạng đó được. Clean mấy cái đồ này thôi mà cũng cảm thấy mệt đó mọi người. Relax một chút xíu, lấy trái cây ăn rồi làm tiếp tục. Rồi ông quay cho mọi người coi. Cái đồ tôi lấy xuống rồi ha. Yep, đây là bãi chiến trường của Tâm nè mọi người ơi. Rất là nhiều đồ luôn nha, nhiều lắm, chật hết cái phòng này luôn rồi. Coi nè, quá trời là móc luôn, nhiều lắm. Nhưng mà chắc mọi người cũng nhìn thấy hình như là cũng không có thay đổi bao nhiêu lắm phải không? Tại vì làm xong là Tâm spread nó ra cho nó nhìn không có chật chội đó mọi người. Nhưng mà cái Tâm phải bỏ cái này xuống dưới đây. Nhưng mà cái phần trên này thì Tâm cũng chưa làm xong lắm nè. Tâm còn một chút xíu nữa mà thấy mệt rồi không làm nữa. Đó,
Tâm nghĩ next time Tâm trèo lên trên này lấy thêm một vài cái xuống. Tâm chỉ có lấy một vài cái thôi à. Còn một mớ nữa. Đây nè, quá trời là đồ luôn đó mọi người. Mình có thương hiệu Max Studio, Karen Kane, Just Taylor, Eliza J, thương hiệu Tahari, BCBG Max. Này là thương hiệu gì đây ta? Laundry. Này cũng BCBG Max. Cũng có Guess. Cái này BB. Cái này CK nè. Đây Antonio Milani. Cái này là thương hiệu Tommy Jeans. Rồi To The Max. Này là Escada nè. Chắc có thêm Miss 60. Rồi thương hiệu Cache. Chắc nhiều lắm. Thương hiệu Jesse Johnson. Cái này là gì đây? Arden B. Nhiều lắm. Yep, Tâm cũng lấy một mớ mấy cái coat xuống rồi. Đa số mấy cái coat của Tâm đó, toàn là thương hiệu giống như kiểu Miss 60. Đó, thương hiệu Miss 60 không ạ? Rồi, cái này là của thương hiệu Tommy Hilfiger nè. Cái này là của thương hiệu gì đây ta? Marc Jacobs. Chắc Tommy. Ừ, này của Tommy. Này của thương hiệu Burberry. Con này CK sao? Ôi da, giờ Tâm hơi lười, nhìn hình như vẫn y khuôn như vậy vong mọi người. Nhưng mà tại Tâm spread nó ra cho nó roomy hơn chút xíu á. Ôi, chắc Tâm end cái video này tại đây là bởi vì giờ Tâm cũng khá mệt rồi. Đã chuẩn bị bỏ những cái món đồ này vô trong cái box để mà mang cho Goodwill nữa. Tâm rất cảm ơn mọi người đã coi video của Tâm. Tâm sẽ gặp lại mọi người vào cái video kế tiếp nha. Love you, bye bye.